Ngày 15 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tử vong của bé trai khoảng 2 tháng tuổi. Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng ngày 15 tháng 9, người nhà của một phụ nữ sinh năm 1986, ngụ thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, nghe có tiếng cười lớn phát ra từ phòng ngủ của chị này. Khi gia đình vào kiểm tra thì phát hiện con trai của người phụ nữ trên, khoảng 2 tháng tuổi, đã tử vong. Trên cổ cháu bé có vết thương rất nghiêm trọng. Người nhà cũng phát hiện người phụ nữ có vết thương ở cổ tay, máu chảy nhiều. Theo gia đình nạn nhân, người mẹ có biểu hiện trầm cảm sau sinh.